Xin chào đại gia đình. Em quá Nguyễn Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Hôm nay em bán 4 cái bình thủy điện lỗi hư, lên nguồn mà không nóng, đa số là lên nguồn là không nóng hết. Bán lô thì bán rẻ ha, như 150, 200 là 350, 600, 78, 850 ha. Nếu hết 4 con này là 850 thì em bao ship. Còn quý khách mua lẻ thì em vẫn bán. Cứ con này 66 trăm gỡ, con này được 200, con này 66 trăm gỡ, con này đẹp 200 gỡ. Mua lẻ vẫn bán lẻ luôn. Nhưng mà lẻ thì giá này em không bao ship nha, ship lần 30.000 con, tùy thế nào đó. Nguyên zin hết, không có sửa chữa hết trơn nha. Lên nguồn rồi ha, mà nó không nóng ha, gòn gọn ok nè, không có xì gấp lỏng gì trơn ha. Em mới test nước á mà thấy nó gột gan còn đẹp lắm nhau hết. Rồi một con 150.000 gì đâu nha, không có kẹm nguồn kẹm lỏng gì trơn nhau hết. Dây nguồn thì thêm em 50.000 dây nguồn đó. Con này thì giá 200.000. Con này cơ ha, cơ thì nó rất là bền, son cũng đẹp luôn ha. Con này dây 7A nè, con này nó không có màn hình nhưng mà lên nguồn ha, không có. Đây nguồn đi rồi, cũng không nóng luôn ha. Hai con rồi, con này là 6 ha. Nếu như xấu, nếu quý khách nào sửa được, mình mua cái miếng đề can, cái bánh dán điện thoại dài 30.000 à, mình ịn vô, dán hết cái lớp này là đẹp ha. Tại vì mấy con hư con lỗi em không có binh biến, không có sửa chữa gì chứ, không có làm đồ đó, gòn chỉ ok hết ha. Ngặt mấy con hư bà nội nữa, mấy con hư thì nó lại cái son nó đẹp. Lên nguồn ha, chỉnh được bình thường. Rồi con là đẹp nhất nè, 250.000 ha. Mấy con này là em không có lau chùi nha, không có đánh bát luôn nè. Mấy cái này là tại vì nó cũ rồi, có lộn nó hư rồi, nó lỗi rồi, em không có thời gian lau chùi nhiều. Con bọng là ok nè, son cũng ok ha. Con này son hơi dính dính chút xíu nha, mà cũng còn ok lắm, không quá xấu. Rồi con này Yuji Gucci lên nguồn nè. À, con này còn bơm nữa nè. Rồi ok, quý khách mua con này bán con đó, mua lẻ bán lẻ, còn mua hết thì em bao ship. Ship 4 con này chắc cũng cả 100.000 á. Rồi quý khách nào có nhu cầu mua sửa bình biến thôi chứ mấy con này là xài không được thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396480. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.